Mến chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của em ha. Chào mừng chị đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Stock. Thì đây là kênh giúp em đưa ra những nhận định chuyên sâu về thị trường cũng như là các cái mã cổ phiếu tôi đã giúp anh chị đầu tư tốt hơn. Thì anh chị nào xem video thì có thể nhấn like cũng như nút đăng ký kênh để ủng hộ em ha. Thì điều một chút về thị trường VN-Index ngày hôm nay. Thì VN-Index hôm nay đóng phiên với 1.294 điểm, tăng 14,85 điểm, tương ứng với 1,25%, với mức thanh khoản là khoảng 13.500 tỷ, với 250 mã tăng, 18 mã tăng trần, 85 mã tham chiếu, 178 mã giảm và 2 mã nhâm sang. Thì có thể nói hôm nay là một phiên tăng điểm rất là tốt của thị trường VN-Index khi mà cái ngưỡng 1.200 nó đã bị phá vỡ. Thì ngay từ đầu phiên nó đã mở một cái gap rất là lớn. Thì nếu mà các anh chị chúng ta cùng đi qua cái chart 15 phút để chúng ta cùng phân tích kỹ hơn, thì các anh chị có thấy ngay từ đầu phiên nó đã mở một cái gap và từ 1.186 lên vùng 1.195, thì nó đã mở một cái gap rất là to như thế này. Thì khi mà thị trường nó tăng nóng như thế này thì các cái nhà tạo lập cũng như là các đội lái á, nó đem các cái mã trụ ra đạp, và nó khi mà nó đạp về mùa 1.192 này thì rất rất nhiều các anh chị bị rơi hàng ha. Rất nhiều các anh chị bị rơi hàng vào cái phiên vào cái lúc mà nó đạp xuống 1.192. Thì khi mà nó đạp về á thì ngay lập tức có một cái lực cầu đỡ và nó rút chân lên liền, có một lực cầu đỡ cũng như là nó kê cái lượng hàng rất là lớn và nó rút chân lên liền, và phiên chiều lúc mà nó đơ lại á, lúc mà nó đơ lại thì chúng ta không mua bán được, thì nó kéo vào phiên ATC thì nó kéo thẳng lên 1.200 luôn. Thì đây là một cái động thái rất là khó chịu của thị trường VN-Index. Nếu mà các anh chị nào tâm lý yếu nếu mà các anh chị tâm lý yếu thì ngay ngay cái cây mà khoảng là 13 giờ 15 này, lúc mà thị trường nó đạp xuống khoảng 1.192 thì rất cái nếu mà anh chị tâm lý yếu thì rất rất dễ bị rơi hàng cái giai đoạn này các anh chị ha. Vậy nên trong trong giai đoạn này thì các anh chị phải giữ bình tĩnh, tránh để rơi hàng. Nếu mà các anh chị đã bỏ tiền lấy cái vị thế rồi á thì các anh chị cứ nắm chặt hàng cho em để lên 1.200 để gọi là chờ tin tức cũng như động thái của cái của thị trường thế nào, thì chúng ta lúc đó chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng cũng như là full margin, chúng ta có thể đánh thêm margin. Còn trong giai đoạn này thì các anh chị cứ quan sát theo dõi thôi, tránh để rơi hàng. Các mã nào mà chúng ta đánh ngắn thì chúng ta có thể chốt, còn những nào mà còn những mã nào mà các anh chị nhắm cái mục tiêu mà trung và dài hạn á, thì các anh chị nhắm mục tiêu là khoảng một tháng trở lên, thì các anh chị nên nên giữ giữ chặt những cái mã cổ phiếu trong giai đoạn này. Tại vì những cái phiên như thế này thì các anh chị có thấy mà khi mà nó đạp xuống rất là mạnh thì ngay lập tức nó kéo lên, ngay lập tức 5 phút sau là nó kéo lên rất là nhanh. Thì đây chỉ là một động thái rủ hàng thôi, động thái là để bắt các anh chị phải bán ra với giá thấp. Vậy nên các anh chị phải lưu ý với những cái hành động trong phiên của các nhà tạo lập cái gì ha. Thì thị trường lúc này á nó vẫn thị trường này thì nó hôm nay chưa được xem là phiên bùng nổ theo đà, tại vì cái phiên hôm nay á nó thanh vút cái mức tăng khoản nó cũng khá là thấp ha. Một phiên bùng nổ theo đà thì cái mức tăng điểm thì như này thì ok, tuy nhiên cái mức thanh khoản nó còn khá là thấp. Thị trường nó chỉ mất thanh khoản là khoảng là 15.400 tỷ thôi. Một phiên bùng nổ theo đà thì em đánh giá là khoảng 18 đến 20.000 tỷ thì nó sẽ rất là thành công. Tại vì trong giai đoạn này thì em được hiểu được cái tâm lý của anh chị là các anh chị cũng rất là gọi là cái việc giải ngân của anh chị cũng rất là e dè ha. Các anh chị cũng rất là băn khoăn là việc là chúng ta có nên giải ngân mạnh hay không. Thì em cũng hiểu được phần nào là cái lượng tiền của các anh chị nhà đầu tư đang giữ bên ngoài rất là nhiều. Nghĩa là cái lượng tiền mà đẩy vào cái thị trường chứng khoán trong đầu năm nay này thì nó không có nhiều như trong năm 2021 nữa. Thì em đánh giá là khi mà cái thị trường vượt 1.200 thế này, và nếu vào ngày mai á, vượt ngày mai mà nó đóng phiên trên 1.200 thì đây em đánh giá là một đầu một cái con sóng mới, một con sóng sóng tăng mới của thị trường VN-Index. Thì cái mục tiêu mà em đặt ra cho thị trường vào những cái mục tiêu tiếp theo là khoảng vùng 1.160 các chị ha. Nếu mà tuần này đóng phiên trên 1.200 thì cái mục tiêu tiếp theo mà chúng ta cần hướng đến là cái vùng 1.160. Đây là một cái mục tiêu tiếp theo mà chúng ta cần phải hướng đến. Nếu mà cái mục tiêu này đạt được thì cái mục tiêu xa hơn là khoảng 1.300. Thì đó là cái kỳ vọng của em đặt ra cho cái thị trường trong những phiên sắp tới. Thì anh chị nào đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu của dòng banh, dòng chứng khoán cũng như là ngành dầu khí, ngành bất động sản thì anh chị có thể nắm giữ. Tại vì đa phần thì theo em quan sát thì đa phần các mã của dòng banh, dòng bất động sản cũng như là thép á, dòng thép thì đa phần các mã là cái mục tiêu của chúng ta là mục tiêu đầu tư, nghĩa là các mã đó thì chúng ta rất khó để lướt ha các chị ha. Nắm những cái mã đó thì chúng ta đa phần là đầu tư trung và dài hạn là nhiều hơn, từ 1 đến 3 tháng đến 6 tháng hoặc là có thể là 1 năm 2 năm cũng có thể đầu tư. Còn cái mã dầu khí á, cái mã dầu khí là nó mang tính chất đầu cơ khá là cao. Vậy nên là các anh chị nếu mà đi đi vốn những cái mã dầu khí á, thì các anh chị nên nên đi vốn ít thôi,
À, ít thôi, để chúng ta lướt lát ăn vài phần trăm thôi. Còn để cái việc đầu tư của các cái mẻ dầu khí mà về lâu dài á thì theo đánh giá nó cũng khá là rủi ro, tại vì nó phụ thuộc về giá dầu. Mẻ giá dầu á, khi mà nó tung tin ra nó sẽ nó biến biến gọi là nó biến động rất là lớn. Vậy nên nếu chị đánh những cái mẻ dầu khí thì các anh chị nên lưu ý trong trong những cái giai đoạn này để chúng ta có thể quản trị rủi ro thật là tốt. Thì thị trường nếu mà thị trường á hôm nay nó đã mở mở một cái gap thì nhiều khả năng ngày mai nó sẽ quay lại, nó lắp cái gap này cái gì ha, nó lắp cái gap ngày mai đầu phiên á, nó có thể nó sẽ quay trở lại, nó lắp cái gap này và cuối phiên nó sẽ kéo lên lại. Các chị lưu ý, đây là một kịch bản khá là dễ xảy ra trong phiên ngày mai. Có nghĩa là hôm nay nó đã lắp cái gap nè, nó đã mở một cái gap thì ngày mai đầu phiên á nó có thể là nó sẽ đỏ nhẹ các nhà, đỏ khoảng là khoảng 5-6 điểm, 5-6 điểm để nó quay về nó lắp cái gap này. Sau đó là nó sẽ rút chân lên và kéo vào cuối phiên. Vậy nên là các chị lưu ý, khi mà thị trường nó quay về lắp cái gap thì anh chị nào đã có vị thế các cái mã cổ phiếu rồi á, các anh chị có thể mua gia tăng ha. Nếu mà chị đã có vị thế thì các anh chị tranh thủ nhanh tay có thể mua dây tăng khi mà thị trường nó quay lại lắp cái gáp này, để phiên chiều nó kéo lên á. Phiên chiều nó kéo lên thì các anh chị không nên mua nữa ha. Các chị nên tranh thủ mua vào phiên sáng thôi. Phiên sáng lúc mà nó đỏ thì những mã nào mà các anh chị đã có vị thế thì các anh chị có thể mua thêm. Còn nếu mà phiên chiều nó đã kéo lên thì chúng ta không nên mua nữa các anh chị ha. Còn nó sẽ rất là rủi ro, và đó là cái kịch bản ngày mai mà em đánh giá là rất có thể xảy ra với thị trường VN-Index. Rồi đi qua một chút về cái chuyển động tổ chức thì khối ngoại hôm nay với tổng mua là 487 tỷ và tổng bán là 916 tỷ, với giá trị giao dịch ròng là 428 tỷ, tập trung vào các mã như là CTG, BLX, MSB, Vinamilk, HBG, Vinhome, VRE, VIX, Vietjet cũng như là VND, BVH, thì tập trung vào các mã như các ngành như là ngành ngân hàng này, ngành bất động sản, ngành dầu khí cũng như là một vài mã ngành bảo hiểm như là BVH cũng như là MIG. Thì đó là những cái mã gọi là đem những cái mã gọi là trụ cột cũng như là có vốn hóa lớn, đóng vai trò rất quan trọng trong cái rổ VN30. Về khối tự doanh thì hôm nay tự doanh mua ròng khá là nhiều, với tổng mua là 457 tỷ và tổng bán là 218 tỷ. Thì cái tự doanh những cái phiên hôm nay nó đã quay trở lại mua ròng nó đã quay trở lại mua ròng thì với các mã cổ phiếu thì em thêm đánh giá đây là một cái động thái cũng khá là tích cực với thị trường của chúng ta, tập trung vào các mã là Techcombank, VPBank và Vinamilk, HBG, Vietcombank, VIX, MWG như là KBC. Thì nó mua banh khá là nhiều, không mua các ngành ngân hàng khá nhiều như là Techcombank này, VPBank, Vietcombank, MB Bank cũng có, nó tập trung nó mua các mã banh cũng như là bất động sản, cũng có làm thằng Vinamilk này, Vinamilk cũng như là một vài mã ngành thép như là HBG này, hoặc là Vinhome cũng là một mã bất động sản rất là lớn. Vậy nên các chị lưu ý, chúng ta cũng nên theo dõi những hành động cũng như là những cái mua bán ròng của các cái khối tự doanh cũng như là nước ngoài. Mặc dù thêm đánh giá là cái việc mua bán ròng của tự doanh cũng như là nước ngoài á, nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái sự phát triển của thị trường chứng khoán nước ta. Tuy nhiên chúng ta cũng phải theo dõi là họ mua bán như thế nào. Tại vì khi mà họ mua bán á, thì nó cũng sẽ ít nhiều thể hiện được cái sự kỳ vọng cũng như là cái sự mong đợi của cái khối tự doanh cũng như là nước ngoài và thị trường chứng khoán nước ta. Vậy nên chúng ta cũng nên theo dõi hàng ngày về cái giá trị giao dịch ròng của cái khối tự doanh cũng như là khối ngoại cái gì ha. Về các chuyển động ngành thì hôm nay đa phần các ngành đều tăng điểm, các mã tăng nhiều nhất như là ngành ngân hàng này, ngành bất động sản, ngành hóa chất, ngành dịch vụ tài chính cũng như là du lịch, nước khí đốt, các mã dầu khí á, thì hôm nay nó giảm nhẹ thôi, nó cũng giảm không quá nhiều thì các anh chị cũng không cần quá quan tâm ha. Thì theo đánh giá dầu khí á, tuần sau nó có thể chạy lại ha. Dầu khí, chứng khoán, banh thì không nói rồi, banh thì những cái phiên gần đây nó tăng khá là tốt. Tuần sau có thể là các ngành bất động sản chạy lại này, cũng như là các ngành thép, ngành chứng khoán cũng như là dầu khí nó sẽ chạy lại rất là tốt. Vậy nên các anh chị lưu ý ha, nếu chị nào đã có vị thế rồi thì chúng ta canh những dịp nhẹ giá đỏ thì chúng ta có thể gia tăng thêm thị trọng cũng rất là ok ha. Các anh chị tránh để rơi hàng trong giai đoạn này ha. Thì sau những cái phiên thì như những cái viên video trước mà em đã nói á, thì sau những cái phiên mà gọi là cái phiên thách cung thì nó đã có 1 2 3 4 5 phiên thách cung liên tiếp, thì 4 phiên thách cung liên tiếp thì hai cái phiên gần đây này thị trường nó đã tăng điểm rất là tốt ha. Hôm qua là tăng khoảng 0,52% và hôm nay tăng là 1,25%, rất là tốt khi mà nó đã tìm đã vượt 1.200, vượt nhẹ thôi. Tuy cái mức vượt này nó cũng không quá nhiều, tuy nhiên á, vượt 1.200 là chỉ là một cái con số nhỏ thôi, chỉ là một cái con số. Thị trường á, nó có thể vượt lên 1.300 hay là sẽ hơn, có thể là 2.000 chẳng hạn. Thì các anh chị chỉ cần các anh chị chọn đúng cái mã cổ phiếu thì các anh chị không cần phải quá lo về về gọi là cái mức thị trường nó đã đang chỉ số thị trường nó đang ở điểm nào. Tại vì thị trường á, dù nó ở là 1.000
hay là 1.500 hay là dù 500 điểm thì chúng ta vẫn có thể gọi là vẫn có thể đầu tư cũng như là có thể kiếm lời trên thị trường này, chỉ cần các anh chị nghiên cứu kỹ các cái mã cổ phiếu. Rất nhiều các anh chị nói với em là tại sao chị mua cái mã này mã kia nhưng mà không thấy tăng, thì các anh chị lưu ý, phải lưu ý như này, thì rất nhiều các cái mã cổ phiếu á, trước khi nó tăng nóng trước khi nó tăng nóng thì nó đã có một cái giai đoạn điều chỉnh rất là sâu. Em lấy ví dụ cho các anh chị với một cái mã như là FPT này. FPT thì các anh chị có thể thấy không, khi mà nó đi sideways vùng này và nó giảm như thế này thì rất nhiều các anh chị nếu mà anh chị mà yếu tâm lý á, thì một hai ba ba phiên giảm liên tiếp này thì rất nhiều các chị mất hàng các chị ha. Thì khi mà nó trong một giai đoạn điều chỉnh như thế này thì á thì nó để gọi là thử thách tâm lý của chúng ta thôi. Cái quan trọng á, là chúng ta đã nghiên cứu những cái mã cổ phiếu này như thế nào, liệu là chúng ta có kỳ vọng vào trong tương lai nó sẽ tăng hay không. Thì khi mà nó tích lũy gần một tháng, nó điều chỉnh gần một tháng, nó cứ sập sình xanh xanh đỏ đỏ như thế này, thì liệu các anh chị có gọi là có đủ gọi là có đủ niềm tin cũng như có đủ gọi là có đủ gọi là cái đủ cái trình gọi là có được gọi là có đủ gọi là cái sự tự tin để chúng ta có thể giữ những cái mã cổ phiếu này hay không. Vậy nên là các anh chị lưu ý, khi mà chúng ta đã lấy vị thế những cái mã mà chúng ta kỳ vọng á, thì các anh chị phải có niềm tin vào các cái mã cổ phiếu, thì sau đó thì các anh chị có thể hái được cái quả ngọt vào cái ngày 16 tháng 3 này. Thì sau mà nó tích lũy gần một tháng thì các anh chị thấy nó sập sình liên tục trong vòng tháng như này, thì vào ngày 16 tháng 3 nghĩa là ngày hôm kia á, thì nó là tăng một cái cây nến rất là cao. Thì nếu mà các anh chị còn nắm hàng thì các anh chị đợi hái được quả ngọt rồi, thì các anh chị thấy không, tương tự như là cái mã VPBank. VBank thì nó đã có liên tiếp trong 3 tuần, trong 3 tuần nó điều chỉnh một cái giai đoạn sideways rất là nhiều. Thì vậy nên là việc các mã của các anh chị, các mã cổ phiếu của anh chị dù nó có đỏ như thế nào hay là dù nó có xanh xanh đỏ đỏ thì các anh chị cũng không nên còn quá lắng. Tại vì gọi là chúng ta đầu tư trong lâu dài, chúng ta không phải là chúng ta đầu tư một hai ngày, chúng ta đầu tư trong lâu dài. Thì khi mà các chị nghiên cứu những cái mã cổ phiếu về doanh thu lợi nhuận cũng như là về báo cáo tài chính hay là về hoạt động doanh thu sau thuế trước thuế, thì nếu mà nó tốt á thì có nghĩa là cái gọi là cái kỳ vọng cũng như là cái sự gia tăng của cái mã cổ phiếu trong tương lai nó sẽ có cái gì ha. Vậy nên là khi mà các chị đầu tư á, các chị phải có cái niềm tin và niềm tin vào cái mã cổ phiếu nó sẽ tăng giá. Vậy nên các chị cứ kiên trì và giữ các cái mã cổ phiếu đó thì các chị sẽ có ngay, chúng ta sẽ có những cái khoản lãi rất là tốt. Vậy nên các chị không cần quá lắng cái gì ha. Chúng ta trong giai đoạn này á thì chúng ta phải bình tĩnh để chúng ta đầu tư gọi là nó kiên trì để chúng ta có những cái khoản lãi nó sẽ ok hơn. Cái những cái mã nào mà nó lên nhanh á, những cái mã nào mà lên nhanh á thì những cái mã đó nó cũng những cái mã đó nó cũng xuống rất là nhanh. Ví dụ như cái mã FLC này. Cái mã FLC thấy các anh chị thấy không? Khi mà nó lên một cái mặt như này, thì nó cũng xuống rất là nhanh. Và khi mà nó xuống á thì nếu mà chị mà đủ đỉnh trên này thì khi mà nó sideways và nó liên tiếp xanh xanh đỏ đỏ như này thì các anh chị có bán không? Các anh chị lỗ liền, gọi là lỗ liền. Khi mà anh chị đu đỉnh như này, nó xuống, nó cứ giữ như nó gom hàng, nó gom hàng và nó sideways nó liên tục trong vòng một tháng như này, thì các anh chị phải có vài các anh chị gồng lỗ không? Các anh chị khi mà các anh chị đu đỉnh này, nó tăng rất nhanh, mà khi mà nó giảm thì là đi ngang rất là lâu. Vậy nên các anh chị lưu ý có những cái mã cổ phiếu á, chúng ta phải từ từ kiên nhẫn. Còn nếu anh chị nào mà chấp nhận rủi ro đánh những cái mã như thế này thì rất dễ các anh chị bị đu đỉnh ha. Vậy nên các anh chị lưu ý. Và đó là một vài quan điểm của em về cũng là cách đầu tư cũng như là cách chúng ta cách nhìn nhận về các cái mã cổ phiếu cũng như là nhìn nhận về cái đánh giá và kỳ vọng cũng như là về cái sự tăng trưởng của công ty cũng như là cái giá cổ phiếu của công ty đó, để chúng ta có thể gọi là cái tinh thần của chúng ta nó sẽ tốt hơn cũng như là chúng ta không bị áp lực về tâm lý đè nặng ha, cái gì ha. Và anh chị lưu ý về cái nhóm dẫn dắt thị trường ngày hôm nay, thì nhóm dẫn dắt thị trường hôm nay và nhóm tăng là có Vietcombank, BIDV, VIX, Techcombank, Vinamilk cũng như là GVR, và nhóm giảm là có GAS, VCG, LGC, HNG cũng như là VIB. Thì hôm nay các ngành thì cũng có ngành tăng, ngành giảm. Như ngành bất động sản là hôm nay tăng là khoảng 1,11%, ngành công nghiệp là tăng khoảng 0,62%, ngành hàng tiêu dùng là tăng khoảng 0,79%, cũng như là ngành tài chính ngân hàng là tăng 0,25-35%, tăng rất là tốt anh chị ha. Về cái độ động thị trường ngày hôm nay thì ngày hôm nay vào buổi sáng và hiện sáng thì nó đã nghiêng về bên mua. Tuy nhiên khi mà thị trường nó rũ xuống vào khoảng 13:15 thì có nó đôi lúc nó đã nghiêng một chút về bên bán. Tại vì khi đó các anh chị rơi hàng rất nhiều bán, các anh chị bán tháo với lệnh MB. Vậy nên là vào cái phiên là khoảng 13:15 đến 13:30 thì các anh chị rớt hàng rất nhiều. Và lúc đó cái độ động thị trường nó nghiêng một chút về bên bán, nghiêng chút về bên bán. Tuy nhiên vào cuối phiên nó đã kéo lên rất tốt và nó nghiêng hẳn về bên mua. Anh chị lưu ý à. Về cái mức thanh khoản ngày hôm nay thì em giá cái mức thanh khoản nó cũng khá là thấp, là khoảng là 14.000 tỷ thôi, cũng không quá cao. Tại vì gọi là khi mà thị trường nó vượt 1.200, khi mà thị trường nó xác định một giai đoạn uptrend trở lại
thì cái dòng tiền nó sẽ đổ ra nhiều hơn. Vậy nên cái những cái dòng tiền mà nó thấp như này là cũng một cái điều dễ hiểu thôi, tại vì các anh chị vẫn còn đang rất là lo lắng, cũng như cái dòng tiền dạo này bất động sản nó đang tăng lại, cũng như là rất nhiều các anh chị rút tiền từ chứng khoán ra, rút tiền từ chứng khoán ra để đầu tư vào lại bất động sản. Vậy nên cái dòng tiền vào chứng khoán năm 2021 này nó cũng đã gọi là nó cũng đã vơi dần rồi, cũng đã cạn, nó cũng đã ít ít dần so với năm 2020. Và năm 2020 á thì cái lượng thanh khoản một ngày là khoảng 18 đến 20 nghìn tỷ các anh chị ha, rất là nhiều. Những cái phiên hôm nay là chỉ có 14 nghìn tỷ thôi, khá là thấp hơn khoảng là khoảng 4 đến 6 nghìn tỷ so với những cái phiên so với năm 2020, cũng như là thể hiện cái dòng tiền nó đã dần dần nó rút ra thị trường. Khi mà thị trường nó cứ sideways như thế này, nó cứ sideways quanh cái vùng 1100 và 1190 đến 1200 như thế này rất là lâu, tại vì gọi là các anh chị đã mất cái sự kiên nhẫn á, thì các anh chị đã rút ra dần tiền ra. Tuy nhiên khi mà thị trường vùng 1200 và xác định là một cái giai đoạn uptrend trở lại á, thì dòng tiền sẽ quay trở lại thôi, các anh chị không cần quá lo lắng. Và đó là một vài quan điểm cũng như là một vài nhận định thị trường của em trong cái phiên gần đây. Thì theo đánh giá vào ngày mai á, thị trường nó sẽ quay trở lại, nó có thể quay trở lại cái gap này là khoảng vùng 1190, khoảng vùng 1195, khoảng 1190 đến 1195, thì các anh chị có thể canh để chúng ta gọi là chúng ta gia tăng thêm tỷ trọng giá đỏ những cái mã cổ phiếu mà các anh chị đã có vị thế, và thị trường vào buổi chiều á nó có thể kéo lên trở lại các anh chị ha. Vậy nên các anh chị lưu ý. Rồi sau đêm đi xin đi qua một vài mã cổ phiếu, một vài mã cổ phiếu mà các anh chị đang quan tâm trong ngày hôm nay ha. Thứ nhất chúng ta đi qua một vài mã dòng banh đi. Dòng banh chúng ta có Techcombank. Techcombank thì hiện tại nó đã break trên lên cái đỉnh cũ của nó rồi. Thì anh chị nào có đang nắm giữ mã Techcombank á thì yên tâm nắm giữ thôi. Thì cái kỳ vọng mà em đặt ra cho cái mã Techcombank này trong khoảng 3 tháng tới là khoảng vùng 50, thì anh chị nào có hàng á có thể yên tâm nắm giữ. Hay các anh chị có thể canh những nhịp giá đỏ mà thị trường nó rũ xuống á, thì các anh chị có thể gia tăng thêm cái tỷ trọng các anh chị ha. Về cái mức hỗ trợ của thằng Techcombank này là khoảng vùng còn bên dưới của nó là khoảng vùng 39 đến 40. Đây là một cái mức hỗ trợ khá là cứng của thị trường. Khi mà nó đã sideways trong gần một tháng quanh cái vùng này, thì hiện tại Techcombank em đánh giá là khi mà nó tạo được một cái nền tích lũy như thế này á, thì nó sẽ đi lên rất là tốt. Cái gì ha? Nó sẽ đi lên rất là chậm chắc. Khi mà các anh chị đầu tư những cái mã Techcombank này thì các anh chị không cần quá lo nóng, tại vì nó sẽ tăng chậm và nó sẽ tăng từ từ. Vậy nên các anh chị lưu ý ha với cái mã này. Tiếp theo là mã BIDV. Thì BIDV thì hiện tại nó đã vượt ra nó đã vượt ra cái khỏi cái vùng trend line ngắn hạn của cái mã BIDV này. Thì anh chị nào đang nắm giữ BIDV á thì có thể nắm giữ tiếp. Còn nếu anh chị nào mà chưa mua mới á thì em khuyên là các anh chị chưa nên ha, tại vì nó đã hết cái điểm mua đẹp rồi. Thì các anh chị nếu mà muốn đầu tư mã BIDV á thì các anh chị nên chờ nó sideways trở lại và các anh chị có thể mua mới. Tuy nhiên mã BIDV là một cái mã ngân hàng nhà nước, mà thông thường các mã ngân hàng nhà nước thì cái độ nhạy giá của nó sẽ khá là thấp. Vậy nên là các anh chị đầu tư với mã này các anh chị phải kiên nhẫn, tại vì khi nó giảm á thì nó giảm rất là sâu. Các anh chị thấy khi mà nó giảm rất sâu, mà khi mà nó tăng á thì tăng rất là chậm. Vậy nên là cái độ nhạy giá của những cái mã như thế này á thì anh chị nào được đánh thì phải kiên nhẫn một xíu thì mới có thể kiếm được lợi nhuận với những cái mã BIDV hay là Vietcombank hay là CTG cái gì ha. CTG cũng tương tự này. Các anh chị có thấy không? CTG nó giảm, khi mà nó giảm á thì nó giảm cực kỳ sâu luôn. Đó, nó giảm cực kỳ sâu. Thì khi mà nó tăng rất chậm và nó sideways trong khoảng gần một tháng trời, nó xanh đỏ đỏ liên tục ở trong cái vùng này. Thì nếu mà anh chị nào kiên trì cũng như là các anh chị có sự kiên định á thì các anh chị mới không bị mất hàng thôi. Anh chị nào mà yếu tâm lý á thì những cái phiên mà 1 2 3 4 4 phiên đỏ liên tiếp là các anh chị mất hàng liền. Các anh chị mà yếu tâm lý là 4 phiên liên tiếp đây là vào ngày 4 tháng 3 đến là ngày 9 tháng 3 là các anh chị rất dễ bị mất hàng vào những cái phiên này. Vậy nên là đánh những cái mã mà ngân hàng nhà nước thì các anh chị phải kiên nhẫn một chút. Thì ngày hôm qua thì CTG nó đã có một phiên bùng nổ rồi. Thì các anh chị chúc mừng các anh chị đã gọi là có cái sự kiên định cũng như là tin tưởng vào cái mã CTG này. Tại vì những cái mã CTG hay là Vietcombank hay là BIDV á thì cái độ nhạy giá của nó khá là thấp, nghĩa là nó sẽ tăng rất chậm. Nó tăng cái mức tăng giá của nó là có. Tại vì cái nền tảng cơ bản của nó thì chúng ta không cần phải băng rồi, nó rất là tốt. Tuy nhiên cái độ nhạy giá của nó khá là thấp nên là nó sẽ tăng rất chậm. Vậy nên anh chị nên đánh những cái mã này, nên cũng nên có gọi là có sự kiên nhẫn khá cao thì các anh chị nên đánh cái gì ha. Vietcombank cũng tương tự này. Các anh chị thấy không? Vietcombank hiện tại nó vẫn chưa vượt được cái gọi là cái đường trend line này. Thì nếu mà Vietcombank á nó vượt được cái đường trend line lên cái này thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Các anh chị thấy không? Nó tăng rất là chậm.
trong khi những cái mảng ngân hàng như là Techcombank, như là VPBank hay là Liên Việt thì đã vượt đỉnh rồi, trong khi Vietcombank hay Đảng nó vẫn đang gọi là nó đang rất là chậm chậm chạp trong những cái viên trong những phiên dưới đây. Vậy nên anh chị nào đang đánh những cái mảng như thế này á, thì các anh chị phải có cái sự kiên nhẫn nhất định. Vietcombank thì những cái một cái mảng ngân hàng nhà nước mà nếu anh chị đầu tư khoảng 6 tháng đến 1 năm thì em giá rất là ok, tại vì cái vùng giá 97 này là một cái vùng giá rất là thích hợp với cái mã Vietcombank này. Tiếp theo là mã VB. VB thì em đã cho các anh chị mua dưới cái vùng giá là khoảng 39-40 rồi. Thì hiện tại VB nó đã tăng rất là tốt các anh chị ha. Hôm nay nó đã mở một cái gap và nó chạy luôn. Hôm nay là VB nó mở một cái gap và nó chạy lên luôn. Thì hiện tại VB á, anh chị nào đang nắm giữ á, thì có thể yên tâm giữ mã giai đoạn này. Và ngày mai á, nếu mà thằng VB này nó quay về lại lắp cái gap này ha. Nó quay về lại nó lắp cái gap vào buổi sáng á, thì các anh chị có thể mua thêm giá đỏ ha. Giá đỏ các anh chị gom thêm cái mã này cho em. Cái mã này một cái mã rất tốt. Cái mục tiêu mà em đặt ra cho thằng VB này là cái vùng 50 á chị ha. Vùng 50. Mục tiêu trước mắt là khoảng vùng 50 á. Thì nếu mà ngày mai giá đỏ thì các anh chị có thể gom thêm cái mã này cũng rất là ok. VB là một mã rất rất mạnh, như tương tự như thằng Techcombank, hàng MBBank. MBBank cũng tương tự này. Tuy nhiên thằng MBBank thì nó đánh khó chịu một xíu. Tại vì khi mà nó lên á, nó lên thì nó dụ hàng, nó dụ rất là kinh. Thấy không? Nó dụ là khoảng 1 2 3, nó dụ 3 phiên liên tiếp. Thì nếu anh chị nào mà yếu tâm lý thì các anh chị mất hàng liền. Những cái phiên này, cái phiên ngày 4 tháng 3 là nó dụ rất là mạnh luôn. Sau đó nó đi sideways trở lại và nó tăng trở lại này. Thì nếu mà cái anh chị nào mà gọi là yếu tâm lý cũng như là không có sự kiên định á, thì anh chị rất dễ bị mất hàng vào cái cây và cái cây cái phiên ngày 4 tháng 3 này. Vậy nên anh chị đầu tư những cái mã này thì anh chị phải nên kiên nhẫn cũng như là tin tưởng vào doanh nghiệp một xíu thì chúng ta mới có khoản lợi nhuận phía sau. Thì hiện tại MBBank á, thì hiện tại nó đã gọi là nó đã vượt đỉnh rồi. Vượt đỉnh thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ có những cái nhịp backtest như thế này, thì anh chị đang nắm hàng thì có thể yên tâm nắm giữ thôi. Đây là cái mục tiêu mà trước mắt em đặt ra cái khoản với cái mã MBBank này là khoảng vùng 34-35, thì đó là cái mục tiêu trước mắt mà em đặt ra cho cái mã MBBank này. Tiếp theo là mã HB. HB thì anh chị nào có lãi á, nên em nên khuyên các chị là có thể nên chốt lời đi ha. Tại vì thằng SB khi mà nó tìm gần lại cái vùng đỉnh này, thì nó sẽ đi sideways và nó điều chỉnh thêm một vài phiên nữa. Thì anh chị nào nếu mà anh chị đã mua dưới này thì các chị có thể lên này, các chị có thể chốt bớt 50%. Nếu không chốt hết thì các chị có thể chốt bớt 50% mà cũng được ha. Chốt bớt 50% để chúng ta giữ 50% lại để chúng ta lấy vị thế thôi, giữ làm vị thế. Và nếu mà nó đi sideways với một khối lượng cạn dần lại thì các anh chị có thể gom thêm quay lại đánh với cái mẹ này cũng rất ok. Thì nếu mà anh chị lưu ý trong phiên á, thì các anh chị thấy không, vào cái khoảng là ngày 14-15 này, cái khối lượng khớp lệnh của cái mẹ SHB này là khoảng 2.6 triệu cổ, có nghĩa là cái vào cuối phiên á, nó có gặp áp lực chốt lời, gọi áp lực chốt lời ở trên xuống khá là lớn. Vậy nên là các anh chị nên lưu ý là với cái mẹ SHB này, thì nếu anh chị nào có hàng á, và có mua vùng như này thì lên này có thể chốt bớt 50%, tại vì những cái đội mà nó mua bán rất là lớn ha, các anh chị thấy không, hoặc 3 triệu mấy cổ thôi, 1 triệu mấy cổ ha, các anh chị thấy là mua bán rất là nhiều. Vậy nên trong giai đoạn này các anh chị nào có hàng á thì có thể chốt 40-50%, khi mà nó sideways trở lại thì các anh chị có thể mua quay lại trở lại mua với cái mã này rồng rất ok. Tiếp theo là mã STB. STB thì nó tăng hơi chậm ha các chị ha. STB thì tăng hơi chậm. Thì nếu mà chị nào có hàng á thì các anh chị có thể yên tâm nắm giữ thôi, yên tâm nắm giữ khi mà nó vượt lại cái vùng đỉnh của nó ha. Thì cái khoảng là vùng 22 á là cái mục tiêu trước mắt mà em đặt ra của thằng STB. Nếu mà nó về cái vùng đỉnh này mà nó không bị áp lực bán á thì các anh chị có thể giữ thêm. Còn nếu mà gặp áp lực bán thì anh chị có thể chốt với cái mã này ha các chị ha. Tiếp theo là mã Liên Việt. Liên Việt thì nó đã vượt đỉnh rồi, mà khi mà nó đã vượt đỉnh thì chắc chắn nó sẽ có những cái phiên rũ hàng cũng như là test lại cái lượng cung ha. Thì nếu anh chị nào có hàng có thể yên tâm nắm giữ thôi. Thì cái mục tiêu mà em đặt ra cho thằng Liên Việt này là khoảng vùng 19-20 thì anh chị nên quan sát kỹ quanh cái vùng giá này ha. Tiếp theo là mã ECB. ECB thì sau những cái phiên sau hôm nay là cái phiên T3 hàng về của cái phiên break hôm nay là cái phiên T3 hàng về của cái phiên break ngày 15 tháng 3 thì hôm nay nó về nè, cái phiên T3 hàng về, tuy nhiên nó gặp đóng phiên với cái tăng khoảng 1.34%. Đây là một dấu hiệu rất là tốt với cái mã này, nghĩa là nó hàng về, tuy nhiên nó gặp áp lực bán quá nhiều. Vậy nên chị nào đang có hàng á thì có thể yên tâm nắm giữ với cái mã ECB này. ECB này với cái đầu tư là khoảng 3-6 tháng thì cái mục tiêu đặt ra với cái mã này là khoảng vùng 40 cái gì ha. Khoảng vùng 40 thì chị lưu ý với cái mã ECB này. Rồi, và đó là một vài mã ngân hàng mà em đã đi qua cho các anh chị trong cái video ngày hôm nay. Tiếp theo em đi qua một vài mã dầu khí. Dầu khí chúng ta có BSR.
BR thì nó đã vượt đỉnh rồi, đã vượt đỉnh rồi. Thì anh chị nào có hàng á, anh chị nào đã lời là khoảng khoảng 20 đến 30% á, khi mà anh chị mua vùng dưới này, thì em đã cho các khách hàng của em á mua cái vùng dưới là khoảng vùng 12 đến 12.5 rồi. Thì anh chị nào đã có hàng á, thì anh chị có thể bán chốt bớt 50%, chốt bớt 50%. Nếu mà nó tích lũy lại thêm một vài phiên nữa mà với khối lượng cạn dần á, thì anh chị có thể quay trở lại đánh với cái mã BR này. Chúng ta chốt để chúng ta bảo toàn lợi nhuận thôi, chứ không phải là chúng ta chứ không phải là cái mã này yếu đâu ha. Tại vì chúng ta chốt để chúng ta bảo toàn cái lợi nhuận trước mắt trước, để chúng ta giữ 50% lại, chúng ta giữ vị thế thôi. Nếu chị nếu mà nó test cung lại thành công á, thì các anh chị có thể quay trở lại đánh với cái mã này. Em đánh giá một cái mã BR là hói dầu Bình Sơn, là một cái mã rất là mạnh, rất là mạnh gì ha. Tiếp theo là mã OI. OI cũng tương tự, hôm nay OI á, OI hôm nay mặc dù giảm điểm là khoảng 0,68%, tuy nhiên khối lượng OI hôm nay cực kỳ thấp anh chị ha. Khối lượng hôm nay của thằng OI này cực kỳ thấp. Hôm nay nó cũng test cung khá đẹp nè. Hôm nay là một phiên gọi là supply 3. Hôm nay là một phiên supply 3 theo phương pháp VSA. Thì anh chị nào đang có hàng có thể yên tâm nắm giữ thôi. Thì nếu mà anh chị nào đang có hàng á, thì có thể yên tâm giữ. Hoặc anh chị nếu có thể thích cái mã OI này, thì anh chị có thể mua quanh cái vùng giá, mua lấy vị thế thôi. Quanh cái vùng giá 14.6, 14.6 cũng rất là ok anh chị ha. Tại vì OI á, tiền nó đã vào rồi, OI tiền nó đã vào rồi, tiền nó đã vào rồi, thì các anh chị không lo nó bị sập. Khi mà tiền lớn đã vào á, thì chắc chắn nó sẽ đỡ giá. Khi mà tiền lớn nó vào thì chắc chắn nó sẽ đỡ giá, mà đỡ giá thì các anh chị không lo nó bị sập. Cái gì ha, các chị cứ yên tâm, có thể đi vốn khoảng 20 đến 30% với cái mã OI này, rất là ok. Tiếp theo là mã BLX. BLX này nó là một cái mã đánh rất là khó chịu. Nếu anh chị đánh như cái mã này thì anh chị có thể gọi là bị tâm lý, bị stress rất là nặng luôn. Tại vì á, khi mà đánh như này thì các anh chị thấy không? Khi mà nó tăng một cái vùng như này đó, nó tăng lên này, sau đó nó đánh rất là khó chịu, nó giảm xuống, nó giảm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 phiên, thì rất, nếu mà em hỏi 10 người thì chắc trong 9 phiên này thì khỏi chắc là khoảng là chị thì hết 9 người, và 9 người bán hết hàng rồi, tại vì nó đánh rất là khó chịu. Đây, các anh chị không, khi mà nó bán với khối lượng lớn như này, với khối lượng lớn này thì còn ai còn hàng? Các anh chị hỏi là ai còn hàng, thì chắc chắn là thì khi mà nó rơi xuống này thì rất nhiều các cái đội lái cũng như là các tổ chức đã gom hàng hết của anh chị rồi. Tại vì khi mà nó giảm như này á thì rất nhiều các anh chị bán hàng. Nếu mà hỏi 10 người chắc là khoảng 11 người bán hết hàng rồi á, chứ không ai mà đủ sự tự tin mà giữ hàng những cái viên như này hết. Các anh chị ha, thì đây là một cái mã đánh rất là khó chịu, đánh rất là khó chịu trong cái giai đoạn này với cái mã dầu khí. Thì nếu chị nào thích á thì trong giai đoạn này á thì cũng nên chưa nên mua với cái mã BLS này, cái chị nên chờ một vài phiên nữa ha. Tại vì khi mà nó về cái vùng đỉnh cũ của nó lại này thì chắc chắn nó sẽ test lại nếu mà khối lượng cạn dần, tại vì khối lượng nó dạo này nó cao quá, với khối lượng mà cạn dần á thì gọi là cái lượng cung nó đã cạn rồi, chúng ta có thể mua mới với cái mã này. Còn hiện tại thì đây chính là chưa cái gì ha, chưa nên mua. Tiếp theo là mã BVS. BVS thì là một, hôm nay là một phiên test cung khá đẹp của cái mã BVS này. Hôm nay mặc dù giảm 1,63%, tuy nhiên khối lượng rất là thấp, nghĩa là lượng cung nó cũng đã cạn dòng với cái mã BVS này. BVS này rồi thì anh thêm đánh giá là một vài phiên nữa thì BVS nó sẽ tăng rất là tốt cái gì ha. Hôm qua nó cũng đã rơi xuống cái vùng là khoảng 23.7, tuy nhiên vào cuối phiên á nó có một cái lực cầu đỡ kéo lên. Hôm nay cũng tương tự ha, hôm nay cũng tương tự, nó có cuối phiên có một lực cầu đỡ kéo lên. Thì anh chị nào đang nắm giữ BVS thì có thể yên tâm nắm giữ thôi, không có gì phải quá lắng trong dạo này á. Về mua mới thì em vẫn chưa, chưa nên mua mới ha. Anh chị nên chờ một vài phiên nữa. Để mua gia tăng với cái mã này thì anh chị nên chờ, anh chờ là khoảng vùng 26, thêm 26 thì anh chị có thể mua gia tăng với mã BVS này. Tuy nhiên theo đánh giá thì những cái mã dầu khí á, nếu mà là chạy khoảng 2-3 phiên mà nếu anh chị lời đến khoảng 5-7% với những cái mã dầu khí á, thì theo đánh giá thì các anh chị nên chốt bớt là được rồi. Các anh chị cũng không nên nắm giữ những mã dầu khí quá lâu, cái gì ha. Tiếp theo là mã BVT. BVT thì cái gọi là đánh cũng rất là khó chịu, tại vì cái nó lên các anh chị không, nó xuống rồi nó lên, nó xuống rồi nó lên, rồi nó xuống tiếp, rồi nó lên tiếp, rồi nó xuống, các nghĩa là cái sự đầu cơ của cái mã BVT này rất là cao, nghĩa là đánh rất khó chịu. Nếu anh chị nào mà đánh tâm lý mà không tốt á thì các anh chị rất là dễ lỗ, đánh rất là dễ lỗ với mã BVT này. Em không nói là BVT xấu ha, em không nói là BVT xấu, tuy nhiên gọi là cái độ nhạy giá cũng như là cái tính đầu cơ của mã BVT này nó rất là cao, tạo nên tâm lý của chúng ta rất là khó chịu, cũng như là gọi là nó bất ổn về tâm lý nếu anh chị đầu tư với cái mã BVT này. Thì em đánh giá nếu anh chị nào đánh gọi là đánh lướt sóng tốt á thì có thể đầu tư, tuy nhiên anh chị nào chưa có kinh nghiệm cũng như là các anh chị gọi là yếu về tâm lý cũng như là không có sự kiên định á thì các anh chị không nên đầu tư với cái mã này. Thì hiện tại quanh cái vùng giá khoảng 18.15 thì các anh chị có thể mua mới với cái mã này cũng rất ok. Tuy nhiên với anh chị nào gọi là đánh lướt sóng tốt nha, đánh lướt sóng là đánh đầu cơ tốt, thì anh chị có thể mua với cái mã này cũng khá ok. Tiếp theo là mã bao ha. Tiếp theo là mã bao.
Bao thì nó một cái mã. Nếu mà trong ngành dầu khí mà nếu anh chị nào muốn muốn đánh gọi là muốn đánh dài hạn á, đánh gọi là đánh tầm khoảng 1 đến 3 tháng một xíu á, thì anh chị có thể đánh đánh thằng bao này. Tại vì cái nền tảng của thằng bao này là rất là tốt anh chị ha. Nền tảng của thằng bao này rất là tốt. Thì anh chị nào đang nắm giữ thằng bao á thì có thể yên tâm nắm giữ với cái mã này ha. Cái nếu mà anh chị mà nếu mà nó vượt khoảng lên vùng à, nếu mà nó vượt khoảng vùng 14 á, 14 đến 14.5 thì anh chị có thể mua mua gia tăng với cái mã này. Còn hiện tại thì các anh chị nên quan sát thôi. Cũng không nên mua gia tăng, cũng không nên mua mới. Anh chị nào có hàng có thể nên có thể tiếp tục quan sát quanh cái giai đoạn này. Tại vì cái thằng bao này nó cũng cái nền tảng của bạn nó cũng rất là tốt rồi. Không có gì phải bàn với cái nền tảng của bạn cũng như là cái gọi là cái nền tảng công ty với cái mã bao này, Điện lực Dầu khí Việt Nam. Đây là một công ty rất là tốt rồi. Anh chị cứ yên tâm nắm giữ với cái mã bao này. Rất là ok ha. Tiếp theo em xin đi qua một vài mã chứng khoán này. Chứng khoán chúng ta có thằng VCI. VCI thì những cái phiên ngày hôm trước, những cái video trước thì em đã kiến nghị cho các anh chị, kiến nghị cho các anh chị mua cái quanh cái vùng giá là khoảng vùng giá khoảng 50, khoảng vùng giá là 55 rồi. Thì anh chị hiện trạng anh chị nào nắm giữ VCI thì có thể yên tâm nắm giữ thôi. Nếu mà anh chị nào có lời á, thì nếu mà chị nào có lời thì có thể chốt bớt thằng VCI này quanh cái vùng giá, quanh vùng giá này. Nếu mà nó tích lũy lại là tài lại tốt á, thì các anh chị có thể quay trở lại mua mới lại cũng với mã VCI này, rất là ok. Tại vì khi mà đã vượt đỉnh rồi thì chắc chắn nó sẽ test lại với cái lượng hàng trên này. Thì anh chị nào đang nắm giữ á, nếu mà có lời thì có thể chốt bớt 50% để chúng ta còn 50% á, thì chúng ta có thể giữ lại làm vị thế. Nếu mà tích lũy lại tốt với khối lượng càng dần thì anh chị có thể quay trở lại đầu tư với cái mã VCI này, rất là ok. Thế là mã HS. SHS là một cái mã bên sàn Hà Nội nha. SHS là một cái mã bên sàn Hà Nội rất là ok. Thêm đánh giá bên sàn Hà Nội thì cái mã chứng khoán là mã SHS là một cái mã rất là mạnh ha. Hôm nay tiền nó đã vào với cái mã SHS này rồi. Thì anh chị nào có hàng thì có thể yên tâm nắm giữ thôi. Nếu mà để mua gia tăng á, mua gia tăng thì anh chị nên chờ là cái vùng giá là khoảng 30.5 thì để mua gia tăng cũng rất là ok. Còn về mua mới thì hiện tại em không đánh giá cao. Đang hiện tại nó để hết cái điểm mua đẹp rồi với cái mã chứng khoán SHS này rồi. Tiếp theo là mã SSI. SSI thì hôm nay tăng khoảng 2,15%, rất là tốt anh chị ha. Thì SSI nó sẽ tăng từ từ. Thì anh chị nào đang nắm giữ SSI thì nên kiên nhẫn một xíu. Anh nên kiên nhẫn một xíu, tại vì các cái công ty chứng khoán á, trong cái báo cáo thị trường quý 1 thì nó doanh thu lợi nhuận rất là cao. Vậy nên anh chị nào có hàng trong cái giai đoạn này thì anh chị cứ yên tâm nắm giữ thôi. Tại vì cái nền tảng cơ bản của các công ty chứng khoán, đặc biệt là SSI, VND, HCM hay là VCI nó rất là tốt rồi. Không cần quá nhiều về cái gọi là cái nền tảng cơ bản của các mã cổ phiếu này nữa. Vậy nên anh chị nào có hàng á thì anh chị cũng không nên quá lo lắng quá nhiều ha, cái nhiều không nên quá lo lắng quá nhiều. Một vài phiên nữa là nó sẽ chạy ra ha, các anh chị lưu ý với cái mã này SSI này ha. Nếu mà nó vượt vùng khoảng vùng 36 thì anh chị có thể mua gia tăng của cái mã này. Là mã VND. VND cũng tương tự SSI thôi. Thì hôm nay VND tăng khoảng 3,65%, rất là tốt. Thì anh chị nào đang nắm giữ VND á thì có thể tiếp tục nắm giữ với cái mã này. Hôm nay tiền nó đã vào rồi ha. Hôm nay tiền lớn nó cũng đã vào với cái mã VND này rồi. Thì nếu mà nó vượt khoảng vùng 31 hoặc 31 đến 32 á thì anh chị có thể mua gia tăng. Về mua mới thì trong giai đoạn này em chưa đánh giá cao, Có hàng thì có thể tiếp tục theo dõi thôi. Về mua mới hay là mua gia tăng á, thì các anh chị nên chờ. Chờ về cái vùng đỉnh này, vùng đỉnh khoảng 31 mà 31.6 đến 31 à 31.5 đến khoảng vùng 32 thì anh chị có thể mua gia tăng với cái mã này. Rất ok. Tiếp theo là mã HCM. HCM hôm nay vào cuối phiên gặp áp lực chốt lời khá lớn, tuy nhiên với cái mức tăng điểm là khoảng 41,42% thì hiện tại HCM nó vẫn đang túc tắc nó đi lên thôi, nó vẫn chưa, nó không có gì phải quá xấu cái gì ha. Nó lên rồi nó chỉnh, nó lên từ từ, nó lên rồi nó chỉnh lại, rồi nó lên lại. Nên anh chị không cần quá với mã HCM này. Thì nếu anh chị nào muốn mua gia tăng với mã này thì anh chị nên chờ là khoảng vùng giá 33 đến 34 thì anh chị có thể quay trở lại mua gia tăng với cái mã này cũng rất là ok. Rồi, tiếp theo xin đi qua một vài mã. Tiếp theo xin đi qua một vài mã bất động sản. Bất động sản chúng ta có bất động sản chúng ta đã có DG. DG hiện tại, DG hiện tại nó đã break qua cái trendline, cái đường trendline ngắn hạn, cái đường giảm trendline ngắn hạn của cái mã DG này rồi. Thì anh chị nào có hàng có thể yên tâm nắm giữ với cái mã DG này thôi. Không có gì phải quá lắng, không có gì phải quá lắng. Thì nếu anh chị nào mã DG này nếu mà nó vượt gọi là khoảng vùng 36 á thì anh chị có thể mua gia tăng với cái mã này. Còn về mua mới trong dài này thì em nhớ vẫn chưa đánh giá cao. Có hàng thì có thể nên tiếp tục theo dõi thôi, không nên quá lo lắng ha. DG là một cái mã trung hạn ha, trung hạn tương tự như DG này. DG cũng tương tự thôi. Anh chị nào đã DG á thì cái mục tiêu là khoảng vùng 30 á nhỉ ha. Hay mục tiêu này thằng này là khoảng vùng 30. Cái nền tảng cơ bản của thằng DG cũng như thằng DG nó đã quá tốt rồi. Cộng thêm với việc là những cái mã những cái dòng bất động sản, cái giá bất động sản những cái phiên những cái ngày gần đây nó đã tăng trở lại rồi, nghĩa là những cái mã nào, những cái công ty bất động sản nó sẽ những cái giá cổ phiếu của những cái công ty bất động sản nó sẽ quay trở lại, nó tăng rất là tốt. Vậy nên
À, các anh chị nào đang nắm giữ DG như là DG thì cứ yên tâm nắm giữ thôi. À, giá đỏ thì chúng ta gia tăng thêm tỷ trọng, à, không có gì phải quá lo lắng các chị ha. Giá đỏ thì anh chị cứ gom thêm nha. À, tiếp theo là KDH. À, thành KDH thì sau à, sau sau một cái phiên gọi là một cái phiên một cái sau những một cái hồi mà nó giảm giảm rất là mạnh, thì hiện tại phiên hôm nay á thì nó đã break break ra cái khoảng vùng 32 32.2 rồi. Thì nếu anh chị nào có hàng á thì anh chị có thể yên tâm nắm giữ với cái mã KDH này thôi. Về để mua mới á, thì các anh chị nên chờ chờ lên khoảng cái vùng chờ khoảng lên cái vùng là khoảng lên vùng 34 33 đến 34 á, thì nếu mà nó test lại thành công thì anh chị có thể mở mua mới với cái mã này. Còn hiện tại là tại vì hiện tại nó đã rơi hơi sâu rồi, anh chị nào có hàng á thì các anh chị có thể yên tâm nó giữ thôi. Còn về mua mới thì giai đoạn này là cũng khá là rủi ro cái gì ha. Cái đá là một cái mạng cũng rất là tốt với gọi là kinh doanh nhà hàng đi à, kinh doanh hàng đi. Tuy nhiên em chưa mua mới thêm vào cái mạng này là vì sao? Tại vì những cái phiên cái phiên như thế này nó đã rơi khá là sâu, mà khi nó đã rơi khá là sâu như là không có cái dòng tiền đỡ, không có cái dòng tiền đỡ thì nó sẽ lên rất là chậm. À, chậm thì chúng ta có thể nên đầu tư sang những cái mã khỏe hơn, những cái mã khỏe hơn thì chúng ta nên đầu tư. Còn nếu mà nó lên là cái về cái vùng khoảng 33.5 đến 34 á thì các anh chị có thể mở mua mới với cái mã này rất ok. Tiếp theo là Novaland. Novaland thì nó hơi bò cung ha. Novaland thì nó đánh đánh theo game, nó hơi bò cung một xíu thì anh chị cũng nên hạn chế đến với cái mã này. Em cái mã này anh chị nào biết game á thì anh chị có thể đánh. Còn những cái mã ai mà lơ tơ mơ vô cái mã này thì nó rất là dễ bị gọi là dễ bị gọi là à, tại vì những cái mẻ này đánh nó đánh rất khó chịu. Thì các anh chị thấy không, nó xanh đỏ liên tục, nó không nó xanh xanh đỏ đỏ liên tục ha. Anh chị nào yếu tâm lý đánh cái mẻ này rất là khó khăn, cũng như là rất là dễ bị áp lực tâm lý với những cái mẻ như thế này. Tiếp theo là mẻ SJC. SJC là một trong những cái mẻ bất động sản có nền tảng cơ bản cực kỳ tốt với thằng DSG cái gì ha. Thằng SJC là cái thằng nền tảng cơ bản nó rất là tốt ha. Về dài hạn á thì em đánh giá cái mã SJC này có thể lên một vùng 50 cái gì ha. Hôm nay là một phiên test cung cực kỳ đẹp với cái mã SJC này luôn, tăng khoảng 1,373%, cuối phiên đóng vào một cái nến rút trong một cái nến doji chân dài, là một cái gọi là một động thái rất là tốt với cái mã SJC này. Thì em đánh giá một vài nữa thì SJC nó có thể chạy lại á, thì anh chị đang nắm giữ SJC thì có thể yên tâm nắm giữ với cái mã này rất ok. Anh chị có thể mở mua mới cái tỷ trọng thấp với quanh cái vùng giá là 41.2 này, rất ok luôn. Nhìn lối ha. Tiếp theo là Nam Từ Liêm. Nam Từ Liêm thì hôm nay những cái phiên đây là mặc dù những cái phiên giảm điểm của nó, tuy nhiên tiền nó đã vào rồi cái gì ha, anh chị lưu ý tiền nó đã vào cái cây này rồi, thì khi mà tiền lớn vào á thì các anh chị cũng không nên quá lắng. Thì những cái phiên là những cái phiên test cung thôi, khi mà khối lượng nó cũng đã cạn dần, mà khi khối lượng cạn dần á thì những cái phiên sau á, thì rất dễ là nó sẽ vượt lên lại. Anh chị nào đang nắm giữ Nam Từ Liêm á thì có thể yên tâm giữ, mà về khi mà nó vượt cái vùng là khoảng vùng 28.5 thì anh chị có thể mua gia tăng với cái mã Nam Từ Liêm này rất ok. Tiếp theo là mã Long Hậu LHG. LHG thì cái mức thanh khoản LHG thì cái mức thanh khoản nó khá là thấp, thì anh chị nào đánh với cái gọi là vốn nhỏ thì anh chị có thể đánh với cái mã này. Tuy nhiên những chị mà vốn lớn thì đây là một cái mã khá là rủi ro cái gì ha. Đây là một cái mã khá là rủi ro, tại vì mức thanh khoản của nó là khoảng 200.000 đến 300.000 cổ một ngày thôi, nó khá là thấp. Về nay anh chị nào vốn nhỏ thì có thể đánh mã này, anh chị nào có nắm mã này á thì chị nên chờ vượt lên khoảng vùng 36 thì có thể mở mua gia tăng. Còn về mua mới thì đang là em vẫn chưa khuyến nghị với cái mã này anh chị ha. Tiếp theo là mã VGI. VGI hôm nay là một phiên test cung cực kỳ đẹp ha các anh chị. Thì hôm nay em sẽ kiến nghị cho anh chị một cái điểm mua gia tăng hoặc một điểm mua mới với cái mã VGI này. VGI giá đỏ quanh 43 giá đỏ chấp nhận rủi ro giá 43.4. Thì anh chị có thể mua mới hoặc là mua gia tăng với cái mã này ha. Hôm nay là một phiên test cung cực kỳ đẹp thì em giá thì dùng mã VGI khi mà thị trường nó tốt á thì nó có thể break lên là khoảng vùng 47.5 luôn đó. Mã này rất là ok rồi. Thì khi mà tiền lớn nó đã vào, tiền lớn nó vào đã bảo ok rồi các anh chị ha. Tiền lớn với cái mã VGI nó đã vào nó bảo ok rồi thì các anh chị không cần quá lắng với cái mã VGI này. Phiên này là cái phiên test cung thôi. Hôm nay là một phiên test cung cực kỳ đẹp các anh chị ha. Hôm nay là một phiên test cung cực kỳ đẹp rất là tốt. Rồi. Và đã em một mã cuối cùng em xin đi qua là cái mã CTR. CTR thì nó đã vượt đỉnh rồi, thì anh chị nào đang nắm giữ thì có thể tiếp tục nắm giữ thôi. Giá đỏ anh chị có thể gom thêm cái mã CTR này, thêm giá có thể lên vùng 110, mục tiêu trước đó là khoảng mục tiêu trước mắt của nó là khoảng vùng 110 cái gì ha. Đây là một mã dài hạn. VGI hay là CTR hay là đa phần các mã bất động sản thì đa phần là các cái mã dài hạn thôi, đa phần là các cái mã dài hạn. Vậy nên anh chị nào đánh những mã bất động sản á, cũng như là ngành xây dựng á, thì anh chị cũng không nên quá nôn nóng ha, các chị phải có sự kiên định cái gì ha, không nên quá lo lắng với những cái mã bất động sản như này. Những cái phiên đây là những cái phiên test cung thôi, các anh chị thấy không, khi mà nó rủ xuống và khi mà cuối phiên nó kéo lên liền ha,
vũ xuống rồi kéo lên lại, vũ xuống rồi kéo lên lại, thì nó có một cái lực cầu đỡ cũng như có cái lượng tiền nó kê ở dưới để nó để gọi là cái mã cổ phiếu nó không rơi quá sâu. Vậy nên đây là một cái động thái rất là tốt với cái mã CTR này. Mã CTR thì giá đỏ thì các anh chị có thể gom tham gia với những cái mã này rất là ok luôn. Rồi, và đó là một cái vài mã cổ phiếu mà em đã đi qua trong cái video ngày hôm nay. Thì anh chị nào xem video thì có thể nhấn nút like cũng như nút đăng ký kênh để ủng hộ em ha. Kênh của em là kênh Nguyên Đạt Stock, thì anh chị có thể search trên YouTube là Nguyên Đạt Stock, thì anh chị có thể nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ em, và đó cũng là cái động lực để em có thể ra video mỗi ngày cũng như là để gọi là tư vấn cho các anh chị, khuyến nghị cũng như khuyến nghị các mã cổ phiếu để từ đó giúp anh chị đầu tư tốt hơn. Em xin kết thúc cái video của em ngày hôm nay. Chúc các anh chị một buổi tốt tốt lành và hạnh phúc bên gia đình, và có thể gọi là có những cái phiên đầu tư thật là tốt trong những cái phiên sắp tới. Em xin chào anh chị.